Em Viễn Sao Phúc xin chào đại chưởng giáo các bác, mãi miết lên rau đi rừng quá lại quên giao bếp cho các bác rồi. Hôm nay lên một video dao bếp. Cái giá của hôm nay sẽ là đối với con số 10, 145.000 một em dao cán lọc các bác nha. Một em dao lọc cán liền đấy ạ, lọc gọt cho tất cả các bác luôn. Còn đặc biệt đối với mẫu số 4, một em dao chặt gà vịt cán gỗ Nghiến núi ngâm có giá là 210.000 một em. Có đấy mà phải nói là bác quá, quá dễ dùng luôn vừa dùng được thái được và vừa chặt được gà vịt trong gia đình quá là tiện lợi luôn các bác nhá hàng hôm nay thì vẫn đi từ con số 1 là hệ dao chặt đến mẫu cuối dần dần nó sẽ là hệ dao thái, thái các bác nha đầu tiên là một em dao chặt đi một em dao chặt gà vịt con này là hệ nhám tàu nó có phải hệ nhám nhật mà nó hệ nhám tàu các bác nhá nó sẽ dễ bảo quản hơn đối với cái dòng nhám nhật thì mài trắng sáng còn nhóm tàu thì nó sẽ để đen như thế này đấy em này thì sử dụng cán gỗ mun này chốt hai đinh này ờ, cầm được chắc chắn bởi vì là cán mun này vót bằng tay Nhám một mặt một mặt để trơn như vậy và một mặt để nhám lưới là 23 bản rộng dơ bản 8 đánh nhám hệ tàu em này hôm nay để giá tất cả bác là 280.000 một em nha 280 một em chốt hai đinh cực kỳ là cẩn thận luôn đấy ba đã ưng thì báo em con này 280 qua mẫu số 2 sẽ đến mua con chặt Italy con này thì giày 6 ly lưỡi sắc 30 giày 6 ly con này để đen ờ, có lỗ vát cho tất cả bác này lưỡi dao hơi cong không phải lưỡi thẳng bởi nó là hệ chặt Italy chốt hai đinh gỗ buôn khâu đồng vàng em này là hệ chặt nặng các bác chặt được ở mức độ là chân giò thủ lợn cho em còn con vừa nãy thì các bác chặt ở mức độ gà vịt xương sườn thôi nhá còn chân gỡ trò thủ lợn phải đến em này rồi em này dày đến 6 ly rồi các bác chặt yên tâm con này là 310.000 một em này qua mẫu số 2 đến mẫu số 3 mẫu số 3 em này thì nhóm hệ nhóm nhận này lưỡi 30 này à em xin lỗi lưỡi 23 này bản rộng ra bản 75 độ dày sống lưng đây này, này chỉ 3 ly rơi đến 4 ly Mức độ em này chặt được là mức độ chặt gà vịt và xương sườn thôi Các bác nhá vừa tay Nhiều bác thì mình cần chặt nặng Nhưng mà không phải bác nào mình cũng thích chặt nặng như thế Thì các bác chỉ cần chặt vừa thôi Cầm vừa tay các chị em phụ nữ ở trong gia đình thôi Thì con này cán là cán vót hoàn toàn Nên là nó sẽ vừa tay các bác nhá Cán hai tầng chốt đinh Nó là phân khúc cao cấp bên xưởng rồi Có lỗ sỏ dây đợt trước em có bán theo từng bộ Để các bác làm biếu tặng Thì các bác có thể xem lại như cái video cũ cho em đấy nó cũng là một cái phân khúc mới để em đưa ra để các bác lựa chọn để cho nó sang hơn sang hơn trong cái gian bếp mình cái thứ nhất cái thứ hai mà để biếu tặng thì nó sẽ đẹp hơn và lạ hơn rất là nhiều so với những cái dòng dao bếp thông thường đấy em này em đi lẻ cho tất cả các bác là 380.000 tám mươi một em nhé bao chặt tốt chặt chục năm cho em sắc bén nhạy dễ chặt chặt miếng gà nó đứt nó vừa nó gọi là đẹp vuông thành sắc cạnh mà các bác dùng thì ít bị mài ấy. không mài nhiều mà dùng cả năm mình không mài cũng không sao nếu mình sử dụng trong gia đình các bác nhá nếu mình sử dụng ít còn nếu các bác chuyên làm hàng thì các bác chăm chỉ mài chơi nhiều hơn một chút đấy qua đấy sẽ đến mẫu số 4 này em nói về cái chất liệu chất liệu nhiều, uh, cơ bản thì nó cũng là từ thép nhíp xe này nhíp g này vòng bi này chủ yếu là nhíp g đỏ là nhiều các bác nhá Chẳng qua nó sẽ khác ở cái cán này Khác ở cái mức độ mình chăm sóc lưỡi này Còn độ nhíp và về lưỡi dao dùng lâu dài Là nó sẽ như nhau Ví dụ như em này thì em đang để gọi là bản đen truyền thống này Giấy 3 ly rưỡi Thì em này lưỡi 23 Bản rộng rất là bản 7 này Cán thì cán đuôi nghiên, nghiền ngâm các bác nhé cán nghiến ngâm thì các bác mà sử dụng lâu dài cũng không sao cả nó không phải là gỗ vỡ vẩn nó không phải là gỗ non mà nó là nghiến núi ngâm ngày xưa làm cột nhà sàn ấy thì bên giờ mình đốn ra mình làm cho các bác thì cái này mình không hết tiền phải mua mình không phải mua mình không phải nhập ở một đơn vị nào cả thì giá cả của nó cũng rất là vừa phải thôi 210.000 một em giao như vậy đủ dùng đủ sắc đủ đẹp cho tất cả các bác mà giá cả cũng phải chăng đấy 210.000 em mã số 4 đến mã số 5 sẽ là một em dao chặt lọc nhọn em này thì um, bản chất của nó là một em dao chọc tiết chặt lọc nhọn lợn này uh, chân giỏ lợn này Chặt ga chất vịt này thái lọc gọt cơ bản và chức năng cao nhất của nó là chuyên chọc tiết cái chức năng mà tất cả mọi con khác không làm được thì nó làm được còn ngoài ra thì nó vẫn có thể chặt lọc thái gọt như những con khác các bạn nhá đấy em này thì chốt hai ninh đồng này có lá chắn đồng đỏ này em này để giá tất cả các bác là 280.000 một em các bác nhá 280 đến tiếp theo em sẽ giới thiệu với các bác hai con dao chặt tương đối là nặng hôm nay thì em hơi ốm một chút dao em hơi khăn chút thì các bác thông cảm hai con dao chặt nặng đây đầu tiên là một em dao chặt lưỡi 28 mươi Em này lên 28 rồi nên các bác chặt cực kỳ là yên tâm luôn. Độ dày sống lưng là 5 ly, bản rộng rơi vào là bản 6,5. Các bác nhá, không đến bản 8 đâu, bản 6,5. Chốt hai đinh có lỗ ở đuôi dao như vậy cho tất cả các bác. Đấy, có những điểm khuyết, điểm gờ tạo điểm nhấn có lỗ để treo dao này. Một em dao như vậy sẽ có giá là 360.000. Các bác nhá, 360.000 em dao số 6, ba chặt chân giò thủ lợn xương sườn châu bò. Các bác nhá. Hàng có bảo hành Tất cả mọi địa chỉ của các bác Thì đều được sưởng lưu trên hệ thống là 2 năm Tại vì mình cũng bán hàng online được 8 năm rồi Nên cái việc mà mình có kinh nghiệm lưu uh, Lưu um, danh sách khách hàng trên hệ thống Để xong quá trình sau này mà mình có Những cái um, khâu bảo hành này Thứ nhất là khâu bảo hành này Thứ hai là giải đáp thắc mắc này Của các bác Thì là mình có lưu tất cả các địa chỉ của các bác này lưu thông tin của các bác trên hệ thống cửa hàng là 10 năm à xin lỗi hai năm nên là các bác yên tâm trong cái quá trình mình gọi là bảo hành con hàng các bác nhé nếu đúng chuẩn nó là hệ thống hàng của bên xưởng thì mình sẽ có khâu bảo hành cho tất cả các bác thôi đấy một em chopper chặt đầm nặng tay con này thì các bác chặt đuôi trâu bò này mình hay làm 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 làm, sốt vang á thì đuôi trâu bò này mình hay mổ xẻ làm lợn làm làm lợn làm trâu làm bò bán này thì mình sử dụng con này chặt rất là đầm tay này em này dày sống lưng là 6 ly rồi cầm thì đầm tay em này là nặng và chín lạng rồi các bác nhá cán lại sử dụng cán ốp nữa nên các bác sử dụng bền bỉ trong quá trình mình sử dụng lâu dài con này hệ chặt nặng lâu dài các bác nhá thì con này là 360.000 sáu em giao chopper số 6 tiếp theo là đến mấy một em thái lọc gọt cán môn em này thì lưỡi là 20 Bản rộng ra vào bản năm độ giày sống lưng nó sẽ rơi vào khoảng một ly, ly hơn một tí thôi các bạn nha Thậm chí nó không đến ly rưỡi cơ, cầm nó chắc, nó nhẹ tay thôi nhưng mà nó lọc gọt cực kỳ là tốt luôn Đấy, em này thì là 260.000 một em 260 Còn tiếp theo đây là hệ um, nhám nhất này hệ thái lọc nám nhất này dáng nó tương tự như nãy chán, chức năng của nó tương tự như con nãy nhất điều đặc biệt là cái cán con hàng này rất rất là khác biệt nó được vót tay hoàn toàn nó điểm đặc biệt của nó là em đã đầu tư vào cái cán rất là nhiều các bác nha mình đã đầu tư vào cái cán rất là nhiều rồi thì em này sẽ để giá tất cả bác ba ba mươi ba ba mươi còn nếu mà em cán thường như vậy sẽ là hai sáu mươi đấy này cũng tương tự bác ưng mẫu nào thì mình báo em mẫu đấy để mình sử dụng một cái con dao nó phù hợp thôi đấy còn sau đây là đến cái mục gọi là mục dao mà các bác nói là dễ dùng mà mục truyền thống ngày xưa ông bà ta để lại rồi ấy thì nó sẽ là cái dòng dao cán liền nó sẽ là dòng dao cán liền các bác nhá đây ạ gọi là hệ nồi đồng cối đá rồi các bác nhá nồi đồng cối đá dùng bền bỉ dùng lâu dài dùng chục năm hai chục năm thì nó không có vấn đề gì thay đổi về cán cả cán thì các bác cứ yên tâm dùng lâu dài đầu tiên là một em dao chặt gà vịt này một em dao chặt gà vịt cán liền như vậy sẽ có giá là 185 trăm nghìn một em các bác nhá tiếp theo để đến một em dao chặt 07 đây ạ một em dao chặt 07 em này là nặng 7 lạng cả cán ở mức độ các bác chặt chân giò thủ lợn xương sườn trâu bò được cho em ở mức độ đuôi trâu đuôi bò rồi các bác nhá và chặt chân giò thủ lợn thì các bác cực kỳ là yên tâm luôn bởi vì nó là hệ dao chặt nặng rồi mà đấy độ dày sống lưng dao rơi ở 5 ly rồi Đó. trên dao thì có dấu phúc xe hát đen bên xưởng đối với dao bếp thì con nào cũng sẽ có dấu phúc xe hát đen như vậy các bác nha còn đối với dòng dao cho ông thủy thì đi rừng ấy thì em không muốn để dấu nhiều vì nhiều bác còn mang về cả cho phong thủy nữa cơ nên là theo cái phong thủy của các bác thì uh, nó cũng không được thuận mắt cho lắm nên là em đã không không để cái dòng phúc sen đây như vậy này tuy nhiên là trong quá trình bảo uh, bảo hành lâu dài thì các bác cực kỳ yên tâm thôi tại vì em là nói lần thứ hai rồi là hệ thống vẫn lưu cái số điện thoại và địa chỉ của các bác trên đơn trên uh, hệ thống nhà mình là hai năm đấy các bác cực kỳ yên tâm mỗi em như vậy có giá là 230.000 một em các bác nhá 230.000 đây ạ, tông chặt Tông lưỡi 30 Dày vào 5 ly Bản rộng rơi vào bản 5 Đồng giá là 230.000 so với dao chặt 07 Con này lưỡi 30 nên các bác phát cực kỳ yên tâm Cán rơi vào là 11 cơ nhá Cán là 11 ạ Con này phải nói là các bác vừa sử dụng nhà bếp được Sử dụng đi rừng được Quá là thuận tiện luôn ấy Còn zalo của em là 0347753 780. Các bác đặt hàng mình cứ gọi theo số điện thoại đấy nhá. 0347753780. Còn cái số 270 của xưởng hiện tại tạm thời đang bị khóa. Tại vì ở đấy bên đấy của em đang có rất là nhiều khách hàng ấy mà em hơn 10.000 khách hàng ở trên số Zalo đấy rồi thì đôi khi là cái hàng của em bán thì nó cũng không phải là không phải là hàng dễ dàng gì thì nhiều khi các bác lại quy vào nó là hàng um, không không được tốt lắm ví dụ như mình hàng ra bếp hàng đi rừng thôi đấy thành ra là hiện tại là cái hơn mình khách hàng kia của em là đang bị đang bị mất đấy nên là nhiều bác sẽ tìm em hơi khó một chút đặc biệt là em chỉ tiếc là các bác khách quen mà đã mua hàng của bên em hơn 8 năm ấy thì mong sao là bác vẫn tiếp tục xem cái kênh video thì mình sẽ biết được cái số điện thoại mới của em là 0347 753 780 để bác liên hệ sang cái số zalo mới của em nhá đấy bữa em ra chọc tiết lợn này có giá là 185.000 nghìn Còn đây hai em lọc hôm nay sẽ bán cho tất cả các bác là 145 000 một em Lọc gọt phi lê 145 000 một em hai à, em sẽ thử đồ thép cho các bác nghe nha Nói chung là mình sẽ chọn những cái gọi là thép tốt nhất cho tất cả các bác sử dụng nơi Nên trong quá trình sử dụng thì các bác cứ yên tâm hàng có bảo hành Cho tất cả các bác mình làm ăn lâu dài mà Đấy còn ngoài ra thì em sẽ có hai em dao giao dao uh, hệ thiết kế một chút uh, nó sẽ kén các bác dùng một chút nên em vẫn lên đây cho các bác bởi vì hàng mình vẫn liên tục là hàng trả khách cái thứ nhất cái thứ hai mình vẫn đặt hàng theo yêu cầu của các bác nên là những cái mẫu hàng như vậy mình vẫn có các bác nhá đấy một em dao này gọi là em dao uh, cá mập con em dao cá mập này thì chuyên để làm các bác làm cá ngừ đấy ạ chuyên làm cá ngừ đây các bác đặt hàng thì em vẫn có làm cho tất cả các bác này đồ giày sống lưng là 4,5 ly rưỡi Em này thì lưỡi là 10, 10 à, lưỡi bản rộng là rơi vào 11 này. Lưỡi này là 17 này. 17 nhân với 11 các bác nhá. Phải 18 nhân với 11 rồi ấy. 18 19 rồi. Nhưng bản rộng của nó là chắc chắn là 11 em nhớ thông số như vậy. Em này là 2 290 000 À em xin lỗi 310 000 em này. Đấy 310 000 một em ra uh, cá mập như này các bác nhá ngoài ra thì mình sẽ có một em da lọc nữa này lọc hệ um, lọc bản rộng này thái bầu lọc bản rộng này bản này là rơi vào là bản 8 rồi các bác nhá bản 7,5 đến bản 8 ốp chốt 4 đinh con này là 270.000 một em các bác nhá 270.000 ạ cán sử dụng dòng cán ốp 260 ạ Đấy. Các bác thông cảm cái giọng của em hôm nay nó không không được tốt cho lắm Nên là vẫn cố gắng lên video cho tất cả các bác thôi để thứ nhất là để các bác không phải quên em còn cái việc mà em bán hàng trên youtube ấy một phần nó cũng chỉ là duy trì kênh thôi đấy còn uh, lời lợi lãi cũng chẳng được bao nhiêu các bác <laughs> uh, các bác cứ xem những cái video giao để ủng hộ bên xưởng giao phúc xe hd chuẩn giao các bạn các bác nhá số điện thoại zalo của em là 0347753780 xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những cái video lần sau cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều ạ